Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu nói rằng: Lúc khởi đầu công trình sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên con người có nam có nữ. Bởi thế người nam sẽ lìa cha mẹ để gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ lên một thân xác. Như thế họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Đó là lời Chúa. Xin cho tông rê thứ. Ở sáng hôm nay, cô dâu xinh xinh bên Chúa rê hiền, sánh bước bên nhau vui đến thánh đường cử hành hôn lễ. Tâm tư hân hoan, đôi môi xinh xinh, họ nói với nhau lời thề yêu thương. La 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 la. Ở sáng hôm nay, cô dâu xinh xinh bên Chúa rê hiền, xanh bước bên nhau vui đến thánh hành lễ cưới. Tâm tư hân hoan, đôi môi xinh xinh, họ nói với nhau lời thề yêu thương. Đó là những tâm tình muốn gửi đến cô dâu chú rể trong ngày rất đẹp hôm nay, Beautiful Sunday, họp nhau nơi đây để chúng ta cử hành thánh lễ hôn phối cho chị Maria Dương Ái Linh và anh Giuse Nguyễn Anh Dũng. Chúng tôi phải nói lời cảm ơn ba mẹ của cô dâu, ông bà Dương Cánh, Huỳnh Thị Hùng, vì đã thuận cho người con của mình khi bước vào đường tình yêu hôn nhân gia đình, cho con của mình được làm con của Chúa, con của Hội Thánh, và sáng hôm nay cử hành thánh lễ hôn phối nơi nhà thờ Hà Đông này. Và có lẽ gia đình của ông bà Dương Cánh, Huỳnh Thị Hùng không lạ gì với ngôi nhà thờ này, vì nhà thờ và nhà của ông bà trên một con đường thống nhất. Và chúng tôi mỗi khi di chuyển con đường thống nhất này thì một trong những điều đập vào mắt chúng tôi đó là tiệm hủ tiếu mì A Cánh rất là nổi tiếng trong vùng Sống Mới của Bắc Nam. Chúng tôi cũng vui mừng với gia đình ông bà Giuse Nguyễn Phi Hùng, Maria Nguyễn Thị Mỹ. Bà là bà trùm trong giáo xứ, và như thế bà cũng quảng đại để mà dâng thời giờ, dâng công sức cho những công việc chung của giáo xứ. Rất vui mừng chia sẻ niềm vui với ông bà trong ngày lễ thành hôn của các con hôm nay. Khi tôi cầm lên tấm thiệp cưới của cô dâu chú rể, tôi thấy tên của các bạn thật là đẹp: anh Dũng, Ái Linh. Và như vậy cho thấy rằng đôi trai tài gái sắc này, vừa anh Dũng
thế nhưng luôn luôn linh huyền ảo của tình yêu. Và như thế kết ước hai con người, hai tâm hồn để nên một với nhau. Two becomes one, hai người trở nên một, thật sự là như thế. Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo, ngũ lục sông cũng lộ, thất bát đèo cũng qua, huống chi là nhà chàng và nhà nàng liền bách với nhau như thế thì lại càng hấp dẫn hơn nữa. Thế thì các bạn hãy nhớ đến tên tuổi của mình, Ái Linh Anh Dũng. Trong một tình yêu lung linh huyền diệu ấy, thế nhưng luôn anh dũng. Vì đã nói đến tình yêu là nói đến một niềm vui to lớn, song hỷ, hai gia đình song hỷ, niềm vui lớn cộng lại niềm vui thành niềm vui lớn hơn nữa. Và như vậy, trong tình yêu luôn luôn đòi hỏi mình phải vượt khó trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng, yêu nhau củ ấu cũng tròn. Và như vậy cho thấy rằng những cái nỗ lực, những cái cố gắng phải có sự anh dũng mới có thể vượt qua được những thử thách trong tình yêu, trong hôn nhân, gia đình. Và hôm nay chúng ta được mời đến đây để chứng kiến lễ thành hôn của đôi bạn trẻ. Và chút nữa đây, hai bạn nắm tay nhau, serre la main, nắm chặt cái tay nhau, oui, devant Dieu, vâng, trước mặt Chúa, để nói với nhau lời thề yêu thương. Lời thề ấy trải dài trong suốt cuộc đời của mình. Và như thế, luôn luôn diễn tả tình yêu. Tình yêu là hy sinh, tình yêu là khoan dung, tình yêu là tha thứ cho nhau. Nếu như người nào chưa biết thế nào là yêu, thì cần bước vào nhà thờ nhìn lên thánh giá của Chúa đây, cho thấy là yêu là như thế đó. Có một tình yêu tên là Giê-xu, tình yêu ấy chịu nạn, chịu chết vì người mình yêu. Yêu ai là chịu đóng đinh vì người mình yêu. Quả thật như thế, gắn kết hai tâm hồn để rồi trở nên một. Và yêu nhau có nghĩa là chịu đóng đinh vì nhau. Và như thế, tình yêu luôn có một sức mạnh để giúp cho người trẻ khi bước vào với tất cả ý thức trưởng thành của mình, và tôi chịu trách nhiệm về người bạn đời của tôi. Ồ em mê rô, nhà tôi đâu, y si đây, nhà tôi đây. Người chồng hãnh diện nói mọi người, đây là nhà tôi. Và người vợ cũng thế, trình làng, đây là nhà tôi. Không đâu bằng nhà của mình. This always home the best. Đi đông đi tây, không đâu bằng nhà của mình. Quả thật như thế, đôi bạn trẻ khi kết ước yêu nhau rồi thì cảm thấy là ngây ngất trong tình yêu, lung linh trong ái tình. Hai bạn đã chọn lựa nhau, xin tình yêu của Chúa đổ tràn đầy để giúp cho hai bạn vượt qua được mọi thử thách, những giông bão trong cuộc đời này. Không gì có thể tách rời chúng ta ra khỏi. Và như thế, anh cùng em chiến đấu mãi sống gần nhau. Amen.